Hiện giờ đang là 6 giờ chiều ngày 30 Tết tại chợ hoa quảng trường Việt Trì. Số quất hoa lan còn rất nhiều. Người dân đi mua cũng rất là đông. Tại hạ giá. Biết rồi, không có giả nhất là 100.000 nữa được. Cầy mua bao nhiêu rồi? Lãi gì được, mới du anh em chạy xe thôi, một ngày thường được 100.000 lên đấy rồi. Hạ lửa giá cho hôm qua. Quất mua 350 cả bình, cước xe mất 100.000. Số lượng đào quất còn rất là nhiều. Địa lan. Quất đào giảm 50%. Rất là rẻ. Rất là nhiều. Thế năm nay người buôn lỗ vốn nặng. Đào cành và cây còn rất là nhiều. Đây người buôn đào cũng vất chắc là lỗ vốn nặng.
Cái này giờ bán bao tiền đấy? Ôi giời, không bán đấy anh cho về mà. À, mang về à? Mang về để trồng thôi anh ạ. Vâng. Sáng năm nó làm nó đẹp hơn. Đúng rồi, cây to cứ mang về trồng. Hoa hiếp còn nở bé bét. Nhiều hoa, đào đẹp. Quất còn rất là nhiều. Người dân giờ này đi xem gặp rẻ với mua thiệt hại lớn cho tiểu thương. Quất đào năm nay rất là đẹp, nhiều quả nhiều hoa. Quất rất to, 30. Cây này cây quất. Quất này cách đây 2-3 hôm là phải tiền triệu. Anh đang bảo 382 đây mua cây như có bán không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thấp rồi. Đừng đứng ở đây gớ vớ của người ta. Vớ người ta mắng rồi.